Rồi, trong bài giảng hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cài đặt iPhone app. Thì với đường dẫn cái link bên dưới media file có thể nhãn nén download được cái file FFF 16 về để nhãn nén check here. Thì lúc đó sau khi nhãn nén mình sẽ được một cái file cài đặt FFF giống như đường. Thì để cài đặt mình mở chuột phải chọn file FFF 16 cho mình, thì sau đó mình chọn install. Quá trình cài đặt mình sẽ đợi chờ trong ít phút. FFF là một cái tên, là một cái chương trình dùng để phân tích số liệu phổ biến và mạnh nhất với hơn 250.000 trên toàn thế giới. Thì FFF sẽ giúp cho việc lưu trữ dữ liệu của mình trở nên dễ dàng hơn. Và FFF còn là công cụ người để thực hiện phân tích số liệu khoa học, xã hội, khoa học tự nhiên và kinh tế. FFF có thể đọc các định dạng của XLS, tức là định dạng của X, định dạng của file.tt.dat, v.v. Sau khi mở file lên mình sẽ chọn Next. Tại bước này sẽ hỏi về bản quyền của chương trình, mình chọn Accept và chọn Next. Next, Next, Next và đợi Install để kết thúc quá trình cài đặt của mình. Đây là một số cảnh báo của hệ điều hành Windows đối với bảo mật. Thì quá trình cài đặt của mình sẽ trở lại trong ít phút. Thì còn công cụ của FFF là công cụ để giúp việc phân tích dữ liệu. Thì có rất nhiều công cụ dùng để việc phân tích số liệu phổ biến, mình có ngôn ngữ R v.v. Ngôn ngữ R và Excel cũng làm được, tuy nhiên cái cấu trúc lập trình như tôi nói là phức tạp nên mình sẽ sử dụng công cụ FFF để có đầy đủ chức năng. Thì để khởi động FFF trong cái Win 8 của mình sẽ bắt buộc là phải sử dụng công cụ Search hoặc là Win 10, hoặc là mình kéo công cụ để mình kiếm ngay cái FFF. FFF INC và mở lại. Hiện tại FFF nó có nhiều version khác nhau, version này và version phổ biến mình hướng dẫn như vậy. Thì ở đây sẽ có một cái số file để mình mở sẵn hoặc mình tạo cái file mới. Thì ở đây lấy cái ví dụ một file đã mở sẵn, một file đã tồn tại sẵn cho ok. Thì trong FFF nó sẽ chia làm nhiều dạng dữ liệu khác nhau. Thì ở đây có một cái dạng dữ liệu được dùng phổ biến, thì mình sẽ có hai cửa sổ, một cái cửa sổ data view và một cái cửa sổ là variable view. Data view đây là cửa sổ dùng để nhập dữ liệu, hay biểu diễn dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu. Thì ở đây các dòng đây là các trường hợp hay là các mẫu của mình, còn cái số liệu mình quan sát ở một cái bảng nổi. Và dòng thứ hai là cái tab thứ hai là variable view. Đây là biểu diễn thông tin về biến như tên biến, dạng biến số, giá trị trung bình, thang đo dùng để mã hóa dữ liệu.
các dòng ở đây là dùng để gọi là các phím số. Thì đây mình sẽ có các cái giải thích một số cái bảng hỏi sẽ được cấu tạo bởi một số yếu tố như sau. Thứ nhất là cái tên biến là name, thứ hai là kiểu dữ liệu là type, cái way là độ dài, decimal là phần thập phân nó sao yếu phẩy, level là những số thì hiển thị lên, và value là cái giá trị nếu mà mình muốn cái giá trị nó được mô tả các biến số của câu hỏi. Thì trong cái kiểu dữ liệu mình sẽ có một số kiểu dữ liệu mình thường hay dùng. Thì kiểu dữ liệu ở đây mình có kiểu numeric, đây là kiểu số, và kiểu thứ hai là kiểu string, đây là kiểu chuỗi. Đối với kiểu numeric, đây là kiểu số, thì dạng số đếm của mình thì xuất hiện trong càng câu hỏi đóng, câu hỏi mở, dùng ngược biến. Còn đối với kiểu dữ liệu string này thì thường xuất hiện trong câu hỏi mở, ý kiến của người trả lời hay là sử dụng mã chữ cái. Thì đây mình có một ví dụ như tên, mã số, đây thì mình sẽ là có cái số thứ tự và là số kiểu numeric. Còn đây tên người, đây là nó sẽ là kiểu string, đây là tuổi, là kiểu numeric, nhóm tuổi kiểu numeric, học vấn kiểu numeric. Thì đây mình thấy là trong cái nhóm tuổi ấy, mình sẽ chia làm nhiều nhóm khác nhau thì nó sẽ đưa chia một cái giá trị. Ví dụ như mình đó là nhóm nhỏ hơn 25 thì quá trình này mình nhập nó sẽ trở nên ngắn hơn, và 25 đến 35 thì nó sẽ ngắn hơn để hiển thị. Thì trong quá trình mà khi hiển thị dữ liệu chi tiết thì nó sẽ hiện cụ thể ra nhỏ 25 và từ 25 đến 35, tương tự vậy cái trường hợp vấn cũng như vậy. Thì cái bảng cân nặng sơ sinh này sẽ được phát cho cái phần bên dưới để quý anh chị có thể đem về để thực hành được. Thì để nhập bảng dữ liệu thì một quy tắc là khi đó khi nhập dữ liệu mình sẽ nhập từ trái qua phải để có được cái độ dữ liệu chính xác có thể. Thì trong phần hướng dẫn này nếu mà là cách thức